Xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay mình muốn giới thiệu đến anh chị sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị kỹ thuật Alpha. Bên mình chuyên cung cấp vật tư, thiết kế, gia công các loại ốc vít, bu lông, con tán, lục giác cho nhà máy để phục vụ nhu cầu về sản xuất. Đây là một số sản phẩm mẫu mà bên nhà cung cấp gửi để bên mình sản xuất gia công. Bên mình nhận thiết kế gia công theo độ bền quy định của từng khách hàng. Có một số đơn vị họ nhập ốc vít từ Thái Lan về nhưng về Việt Nam không biết tìm những cái đơn vị sản xuất đó ở đâu, thì bên công ty mình cũng nhận gia công lại luôn. Nếu anh chị có nhu cầu thì cứ liên hệ với công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị kỹ thuật Alpha, số hotline trên màn hình. Xin cảm ơn.